Kính chào quý vị khán giả. Hiện đang có một khối khí lạnh di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Dự báo khoảng chiều mai thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Không khí lạnh sẽ gây mưa dông ngày mai và ngày kia ở khu vực Bắc Bộ, trong đó thì vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá. Ngoài ra, do mưa lớn còn có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ dự báo có xu hướng giảm, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn trời lạnh với mức nhiệt là 23 độ. Còn Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Giang thì trời mát 26 đến 29 độ. Không khí lạnh cũng gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ từ chiều ngày kia ngày 13 tháng 11. Còn trước đó, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới và Huế chiều mai có mưa rào, nhiệt độ là 29 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết thì ban ngày có nắng, chiều tối mưa rào vài nơi, 30 đến 32 độ. Trái lại, thời tiết ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột có mức nhiệt vừa phải là 29-30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ thì nóng hơn, nhiệt độ phổ biến 32-34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, từ chiều mai chuyển xấu. Vịnh Bắc Bộ, huyện đảo Hoàng Sa, chiều mai gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở huyện đảo Trường Sa, mưa rông rải rác, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.